Xin chào các bạn. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là về tình yêu. Người thật lòng yêu thương bạn là ai và quyết tâm tiến đến với bạn. Các bạn chọn tụ bài dựa vào hình ảnh nhé. Chúng ta có 3 tụ bài. Các bạn chọn nha. Mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1. Người quyết tâm tiến đến với bạn, thật lòng yêu thương bạn là ai? Bây giờ chúng ta sẽ mô tả về cái người đó nhé. Đây là một người mà bạn đã gặp hay chưa? Để xem là các bạn đã biết họ hay chưa nhé. Đây là hình ảnh các bạn chọn và chúng ta có một thông điệp ngẫu nhiên. Đây là câu nói của Sadhguru là: cuộc sống của tôi không phải là để dự đoán cho tương lai của các bạn, mà là để tôi trao quyền cho bạn tự tạo ra nó. Đây là câu nói của thầy Sadhguru, có nghĩa là ý muốn nói chính các bạn tụ một là cái người có khả năng tạo ra được, viết lại được tương lai của các bạn. Ai thật lòng yêu thương bạn và quyết tâm tiến đến với các bạn, mình sẽ check năng lượng về tình yêu của các bạn trước nha. Các bạn có give your relationship a chance, hãy cho mối quan hệ của các bạn một cơ hội. Hãy mở lòng, hãy đón chào tình yêu. Chưa rõ lắm là người các bạn đã biết hay chưa. Tại vì nếu như trong trường hợp các bạn đã biết họ rồi, thì có nghĩa là bạn đang trong giai đoạn tìm hiểu với họ. Và kể cả là các bạn đang rất là bình an, hoặc là các bạn có những sự thử thách nào, thì đây cũng là một mối quan hệ mà xứng đáng để cho các bạn tiếp tục work on, để cho các bạn tiếp tục bỏ thời gian ra để kiên nhẫn và để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hoặc đây cũng là một thông điệp có thể nói là bạn có thể đang độc thân hoàn toàn luôn, nhưng mà bạn hãy mở lòng để chào đón tình yêu. Tức là sẽ có một tình yêu mới bước vào cuộc đời của các bạn. Và ý của vũ trụ là mong muốn các bạn mở lòng để cho bản thân của mình cơ hội, cũng như là cho đối phương cơ hội để tìm hiểu nhau. Ý là các bạn đừng có đóng lòng mình lại, đừng có sợ tình yêu đến và đừng có từ chối khi mà tình yêu đến với cuộc đời của các bạn nếu các bạn đang là độc thân. Rồi để mình tiếp nha. Các bạn có patience, sự kiên nhẫn. Wow. Các bạn có shine, đây là năng lượng của the sun, mặt trời. Để mình xem. Các bạn có demonstrate love, chứng minh tình yêu, thể hiện tình yêu, làm điều gì đó để thể hiện tình yêu của các bạn. Năng lượng của các bạn về nội tại thì đang rất là tỏa sáng. Có nghĩa là nếu mà nói về chính bản thân của các bạn nè, về tất cả những gì là của bạn, nguồn lực của bạn, bản thân của bạn, cơ thể của bạn, suy nghĩ của bạn, tài năng của bạn, công việc của bạn, cách nhìn nhận của bạn về cuộc sống, thì bạn đang trong năng lượng rất là tự tin. Rất là tự tin. Dường như là bạn là hoàn toàn có sự giải phóng linh hồn của mình khi mà các bạn có thể đối diện với bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Nhưng trong tình yêu thì các bạn tụ một vẫn là những linh hồn rất là hồn nhiên. Các bạn vẫn là những linh hồn mà khi yêu thương thì các bạn rất là thuần khiết. Và có cái gì đó, các bạn có sự nhạy cảm. Các bạn bước vào tình yêu thì các bạn nhạy cảm và các bạn lo sợ. Lo sợ đây là các bạn không có muốn nhìn thấy là trong tình yêu thì mình bị tổn thương, hay là mình làm cho đối phương tổn thương. Đó, ở nơi các bạn có sự nhạy cảm về lĩnh vực của tình yêu. Còn mọi khía cạnh khác thì wow, bạn lại rất là mạnh mẽ, bạn rất là đầy năng lượng và đầy tự tin về mọi lĩnh vực khác.
Rồi, để mình tiếp nha. Ai là người yêu thương bạn thật lòng? Và cái người đó sẵn sàng tiến đến với các bạn. Các bạn có Eight of Cups, 8 ly. Hermit. Các bạn tụ một giống như là các bạn vừa mới bước ra khỏi một mối quan hệ, hoặc là các bạn vừa mới bước ra khỏi một cái hoàn cảnh nào đó mà tâm hồn của các bạn còn nhạy cảm. Chẳng hạn như là bạn bước ra khỏi một môi trường làm việc không phù hợp, hoặc là bạn bước ra khỏi những cái sự tổn thương trong gia đình của các bạn, hoặc là các bạn vừa mới bước ra khỏi một cái mối quan hệ tình yêu trước đó. Các bạn đã chữa lành được ít nhiều rồi. Có không? Bạn là có nhiều bản lĩnh lắm về cái việc mà bạn độc lập, bạn đối diện với cuộc sống. Nhưng mà tâm hồn của các bạn thì như mình nói rất là nhạy cảm. Các bạn vẫn còn đang trong cái khoảng thời gian mà muốn có sự yên tĩnh để các bạn chữa lành cho những tổn thương của mình nhiều hơn nữa. Tức là bạn đang rất là tiếp nhận nguồn năng lượng chữa lành đến với mình, và bạn vẫn còn cảm thấy cái sự hạnh phúc khi mà cái sự chữa lành đến với các bạn, mặc dầu đôi khi các bạn cũng thấy cái hành trình của mình sao nó đơn độc. Cho nên á, cái thông điệp lên như thế này. Mình sắp tới á, các bạn có nhiều những cái sự phát triển nhanh cho cá nhân của bạn nha. Công việc có thể phát triển nhanh, hoặc bạn có thể đi ra ngoài nhiều hơn, bạn giao tiếp nhiều hơn, hoặc là các bạn đi ra ngoài liên quan đến công việc nhiều hơn, hoặc là có những cái sự di chuyển nào đó. Ở đây thì mình thấy là vẫn có những cái trường hợp về tình yêu mà mình cảm nhận năng lượng của các bạn như sau. Thứ nhất là bạn có đối tượng để ý, có người yêu thương các bạn, nhưng mà các bạn chưa mở lòng lắm, nhưng các bạn cũng không có phải là đóng hoàn toàn cánh cửa trái tim. Nó có cái gì đó mà bạn vẫn có thể là một cái người đủ bản lĩnh để có thể là đón nhận tình yêu của ai đó, của người này đến với các bạn. Nhưng mà gọi là mở rộng lòng mình một cách hoàn toàn, gọi là sẵn sàng hoàn toàn để chào đón cái người yêu thương này, cái người mà đang rất là để ý đến các bạn đây vào cuộc đời các bạn, thì các bạn cũng có thể gọi là chưa sẵn sàng lắm. Có cái gì đó mà nó đang cần cái yếu tố thời gian, giống như cần thêm thời gian để các bạn có thể là chữa lành cho những cái tổn thương trước đó một cách nó sâu sắc hơn, hoặc là cần thêm thời gian để các bạn có sự sẵn sàng nhiều hơn để chào đón cái người này. Chứ thật ra thì mình đang thấy là người yêu thương các bạn đây nè, là một cái người mà gọi là về phía của họ là sẵn sàng, nhưng các bạn thì cần kiên nhẫn. Cần kiên nhẫn. Nhưng mà mình thấy trong năng lượng tình yêu của các bạn thì cái sự kiên nhẫn nó lại rất là hay nha. Giống như các bạn là cứ từ từ chậm rãi trong cái nhân duyên này, thì mình đang cảm thấy nó hay. Tại vì ở cái thời điểm hiện tại này, nó vẫn có một cái điều gì đó mà mình cảm thấy là về cái sự yêu thương là sẵn sàng, nhưng mà để tiến đến với nhau liền, để tiến đến với nhau liền thì mình nghĩ là thêm thời gian nữa, thêm một khoảng thời gian nữa thì nó gọi là thời điểm chín mùi hơn. Rồi. Đây là một cái người mà sẽ rất là yêu thương, nâng niu, cưng chiều bạn. Cái người này sẽ thể hiện tình cảm với các bạn một cách rõ ràng. Bạn sẽ rất là hiểu rõ về cái tình cảm của họ dành cho các bạn. Bạn có cảm động về cái năng lượng tình cảm của người này dành cho bạn. Nhưng mà bạn vẫn còn đang rất là nhạy cảm. Một lá bài phóng ra, các bạn có Ace of Cups. Trời ơi, các bạn có tình yêu mới nha. Đây là một người mới xuất hiện vào cuộc đời các bạn gần đây thôi, hoặc là
hoặc là nếu như bạn đang độc thân hoàn toàn thì đây là tình yêu mới nhé, một cái nguồn cảm xúc mới đến. Thiệt tình luôn. Mọi người bài mấy bạn nhảy ra không mà các bạn có sick up khắp, năng lượng là soulmate, năng lượng soulmate. Các bạn yên tâm là có một số trường hợp thì các bạn đã tương tác với họ rồi đó. À, tức là các bạn đã có sự tương tác với nhau rồi, và một số trường hợp thì sẽ là tình yêu mới. Nhưng mà khi cái người yêu mới này đến với cuộc đời các bạn thì yên tâm rằng một cái cảm giác nó rất là thân thiết. À, thân thiết như là bạn bè tri kỷ lâu năm, thân thiết như là hai đứa trẻ, thân thiết như là hai đứa trẻ, và thân thiết như là tình thân, tình yêu thương, tình thân trong gia đình. Có gì đó là cái năng lượng tình yêu rất là chân thành. Rất là chân thành. Đây là một người yêu thương các bạn thật lòng. Và cái người này là về cái sự yêu thương thì họ rất là sẵn sàng để tiến đến với cuộc đời các bạn. Nhưng mà về cái hoàn cảnh thì giống như đây không hẳn là một cái thời điểm gọi là không phù hợp, là nó cũng không đúng nha mọi người. Đây cũng là một cái thời điểm cũng phù hợp chứ không phải là không. Nhưng patience, sự kiên nhẫn, tức là thêm một thời gian nữa thì cái thời điểm mà để cho hai bạn tiến đến với nhau một cách rõ ràng nó sẽ là chín mùi hơn, nó sẽ là phù hợp hơn nữa. Còn thời điểm này gọi là không phù hợp nó cũng không đúng. Nó cũng vẫn có cái yếu tố là có sẵn sàng, có phù hợp đấy. Trời ơi, King of Swords, King of Wands, King of Wands. Wow, rõ lắm mọi người. Cái người này là người này mang năng lượng của một vị vua gậy, Cái người này có năng lượng nam tính rất là cao, năng lượng của tính lửa rất là cao, có nhiều đặc điểm của cung lửa, sư tử, bạch dương, nhân mã. Có nhiều cái tính cách, cái năng lượng của cung lửa nha mọi người. Chứ mình không có nói là chỉ những cung hoàng đạo đó thôi. Thì đây là một người rất là chủ động với các bạn, thẳng thắn, bộc trực. Khi cần nói rõ thì sẽ nói rõ cho các bạn nghe và nói với một cái sự rõ ràng, minh bạch, thẳng thắn. Người này rất là hành động. Và cái thời điểm mà người này quyết định hành động thì sẽ là hành động rất rõ ràng và nhanh chóng, nhanh chóng là tiến đến với bạn. Một người yêu thương bạn thật lòng và rất là sẵn sàng để tiến vào cuộc đời các bạn nha. Mình cũng có nhận ra được là cái người này có nhận thấy được các bạn có sự nhạy cảm. Tức bạn là một cái người bề ngoài có thể là độc lập đấy, nhưng mà bên trong các bạn là tâm hồn nhạy cảm, vẫn có gì đó là nhạy cảm, là non nớt, là có một chút yếu đuối nào đó trong mắt của cái người này. Tức là cái người này vẫn nhìn nhận các bạn là đúng với con người thật của bạn, đúng với tâm hồn bên trong của bạn, người ta nhìn ra được. Năng lượng của họ thì rất là trưởng thành rồi, bởi vì đây là năng lượng của vua gậy. Rồi, để mình tiếp nha. Các bạn có unrequited love. Mình cảm thấy là người này mặc dầu là họ hành động là rất nhanh, họ có khả năng hành động tiến vào cuộc đời các bạn là nhanh, không có chậm đâu. Họ có đủ khả năng để làm được cái chuyện đó. Cái vấn đề là họ đang là xem xét các bạn thôi. Tức là liệu bạn có sẵn lòng để đón chào họ hay không, hoặc là họ cũng không có muốn cái gì đó nó đường đột quá, tại vì các bạn vẫn còn đang nhạy cảm. Tại vì giống như họ nhận ra là các bạn vừa mới bước ra khỏi một cái tình huống, cho nên cái người này không muốn làm cho các bạn cảm thấy bị đường đột. Cho nên là họ giữ cái nhịp độ lại để cân bằng với các bạn. Cho nên là họ cũng không có muốn mọi việc nó diễn tiến một cách nhanh quá để làm cho các bạn để làm cho các bạn phải lo nghĩ. Mình thấy là
nếu cái người này suy nghĩ như thế là phù hợp á, tại mình thấy là nếu như mà đường đột mà tiến đến với các bạn nhanh quá thì mình cũng chưa chắc là các bạn sẽ rõ ràng với bản thân, cũng chưa chắc là các bạn sẽ đón chào tình cảm của họ liền. Cho nên mình có cảm giác là cái người này có nương theo năng lượng của các bạn lắm. Các bạn có solar plexus chakra luôn sa ba. Các bạn có honesty essential. Các bạn có AFSO lá bài này nhảy ra. Và các bạn có The Heuristic. Wow, các bạn tụ một rất là tâm linh. Các bạn là người nhạy cảm, trực giác cao, rất là tâm linh. Các bạn rất là trong cái giai đoạn lắng nghe tiếng nói từ bên trong của mình nhiều. Thực ra các bạn tụ một á, có hai điều mà các bạn vẫn còn lo nghĩ đến. Không, bạn thì không có thể gọi là lo lắng một cách quá mức. Tức là có hai điều mà bạn vẫn còn trăn trở. Điều thứ nhất nó liên quan đến cái giá trị bản thân, công việc, sự nghiệp. Tức là bạn có ý chí, có mục tiêu. Bạn cũng có những cái sự suy nghĩ, những sự tham vọng lớn. Cho nên là bạn vẫn còn trong cái năng lượng là sợ rằng liệu mình không biết có phát triển được tốt tất cả những cái năng lực của bạn hay không. Bạn có tạo dựng được một sự nghiệp đúng theo ý của mình hay không? Đây cũng là một điều bạn còn đang trăn trở. Mặc dầu là bạn đã đạt được nhiều thành tựu mà có thể khiến người khác ngưỡng mộ rồi, nhưng các bạn tụ một là đang bị có những cái yêu cầu cao về bản thân. Cái thứ hai, các bạn tụ một rất là sợ, sợ là liệu người ta có những sự không thành thật trong tình yêu hay không. Đó, kiểu như bạn rất là sợ vướng vào tình cảm, phải đối diện đến với những cái vấn đề gọi là có thành thật trong tình yêu hay không. Đó, đây chính là hai điều mà bạn đang trăn trở. Cho nên mình thấy các bạn tụ một có hướng đến tâm linh rất là nhiều. Cái nội tâm của các bạn, bạn sợ điều này. Đó là lý do tại sao mà bạn sẽ không có mở lòng nhiều khi mà tình yêu mới đến. Bạn vẫn có cái gì đó là có sự thận trọng. Đúng ra là do tâm hồn của các bạn nhạy cảm, cho nên cái sự kháng cự khi mà cái người này đến với các bạn thì nó lại nằm ở nơi các bạn nha. Cho nên quyền quyết định nằm ở nơi các bạn ạ. Khi bạn sẵn lòng thì cũng là cái lúc mà cái người đó rất là sẵn lòng để hành động, để trao yêu thương đến cho bạn. Nhưng mà khi bạn chưa sẵn lòng thì cái người bên kia người ta vẫn kiên nhẫn với các bạn, nhưng họ biết được là khi nào bạn sẵn sàng và khi nào chưa. Cho nên cái việc mà cái người này thẳng thắn bày tỏ tình cảm với các bạn hay có những cái bước tiến, những cái bước hành động rõ ràng thì nó lại phụ thuộc vào các bạn rất là nhiều. Và khi tiếp xúc với bạn á, tâm tư, tình cảm, cảm xúc của các bạn thì cái người này là cái người mà người ta nhận ra. Cho nên cái thời điểm nào được gọi là thời điểm phù hợp thì cái người này là cái người mà người ta biết được là thời điểm nào là phù hợp. À, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ một. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ hai. Ai thật lòng yêu thương bạn và rất quyết tâm để tiến đến với các bạn, chúng ta sẽ khám phá họ là ai nhé, trong tình yêu lãng mạn. Và đây là cái người mà các bạn tụ hai đã gặp họ hay chưa, bạn đã tương tác với họ hay chưa, hay là một người hoàn toàn mới trong tương lai. Chúng ta sẽ xem thế nào nhé. Đây là hình ảnh các bạn chọn và các bạn có một thông điệp ở phía sau.
Bạn đừng có quan trọng cái thời gian, hãy cứ bám rễ vào trong cái sự vĩnh cửu, thì bạn sẽ được giống như được được điều khiển bởi phước lành. Có nghĩa là đây là một cái thông điệp mà các bạn vũ trụ gửi đến các bạn tù hai, là không quan trọng cái thời gian. Tức là bạn muốn phấn đấu cho một điều gì thì thời gian nào nó cũng luôn là phù hợp. Không quan trọng là bạn quá sớm hay là quá quá lớn. Thì cái thời điểm mà bạn cảm thấy rằng là bạn muốn đầu tư cho cái lĩnh vực nào đó, tức là bạn muốn phấn đấu cho một cái điều nào đó mà bạn cảm thấy có ý nghĩa, thì lúc mà các bạn đã có cái suy nghĩ đó thì đó chính là thời điểm phù hợp. Không quan trọng bạn đang bao nhiêu tuổi. Rồi, đó là một cái thông điệp hữu duyên đến các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bắt năng lượng của các bạn trong lĩnh vực tình yêu để mình xem về cái năng lượng chung của các bạn là như thế nào. Các bạn có chemistry. Chemistry. Mình đang thấy á, có dòng năng lượng của cái sự tán tỉnh tỏ tình, có dòng năng lượng của sự yêu thương, của sự chăm sóc nhau, có năng lượng của cái cảm xúc yêu thương nhau rất là nhiều. Rồi, mình vẫn chưa kết luận đây là một người mà sớm thôi các bạn sẽ gặp họ, hay là bạn đang gặp họ rồi. Thì vẫn có thể là có hai trường hợp đó xảy ra nha mọi người. Rồi, chúng ta khám phá tiếp tục. Các bạn có five balance, tìm thấy được sự cân bằng. Các bạn có sự này, hành trình, một cái hành trình nào đó của các bạn tụ hai, để xem đó là hành trình gì. Ai thật lòng yêu thương. Wow, speak the language of love. Mình thấy được cái người thật lòng yêu thương các bạn tụ hai. Wow, các bạn tụ hai đang có đôi có cặp và đang độc thân hoàn toàn nghe được tụ bài này luôn. Tại vì nếu như trường hợp bạn đang độc thân thì đây sẽ là một cái người mà bạn sắp tương tác với họ rồi. Là như thế này. Đây là một cái người mà rất là yêu thương, quan tâm, chăm sóc các bạn. Các bạn sẽ thấy họ quan tâm các bạn về những điều rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng lại là những điều mà rất là quan trọng với họ. Chẳng hạn như là cách các bạn chăm sóc bản thân như thế nào, bạn ăn uống ra sao, bạn ngủ nghỉ thế nào. Đây là những điều mà bạn cảm thấy là những chuyện nó rất là đời thường trong mắt của bạn, nhưng mà lại là cái vấn đề rất là quan trọng với cái người này. Bởi vì cái người này rất là yêu thương và quan tâm đến bạn. Cho nên bạn sống có tốt không, bạn vui vẻ không, bạn khỏe mạnh không, thì đó mới là cái điều quan trọng của cái người này. Chứ còn không phải là bạn làm việc như thế nào, bạn phát triển ra sao. Nếu bạn có những thành tựu đem đến niềm vui cho bạn thì họ mừng cho bạn, nhưng không phải không, nhưng bạn mới là quan trọng với họ hơn. Tức bạn vui mới là quan trọng với họ hơn. Và speak the language of love, mình thấy trong năng lượng tình yêu này có five balance, có sự cân bằng. Tức là bạn được yêu thương, bạn được quan tâm, nhưng mà bạn cũng là một cái người mà bạn trân trọng cái điều đó từ đối phương dành cho bạn. Bạn cũng không có phải là cái người được yêu thương, được cưng chiều. Bạn cũng không có để cho cái tình cảm đó bị lệch một bên, mà bạn cũng trân trọng người ta nữa. Bạn rất là tôn trọng, trân trọng những gì mà người đó đối xử với các bạn luôn. Cho nên cái năng lượng tình yêu của các bạn tụ hai là tạo ra được một cái sự cân bằng. Speak the language of love, nói bằng cái ngôn ngữ yêu thương của nhau. Tức là cái người này rất là để tâm đến bạn á, từng chi tiết nhỏ luôn. Tại vì cái người này quan tâm rằng là họ thể hiện như thế nào, họ nói gì với các bạn thì bạn sẽ vui. Đó, cái người này rất là quan tâm đến các bạn nha, quan tâm đến cảm xúc của bạn. Cho nên là họ sẽ thường sử dụng cái ngôn ngữ tình yêu của bạn á mà họ đối với bạn. Chẳng hạn như bạn là một người thích tặng quà thì cái người này sẽ thường xuyên tặng quà cho bạn. Hoặc là bạn thích được quan tâm yêu thương thì cái người này sẽ thể hiện cái sự quan tâm yêu thương đúng cái ngôn ngữ yêu thương của bạn.
Và mình thấy là khả năng bạn cũng sẽ đối lại với cái người này tương tự. Tại vì trong năng lượng của các bạn tuần 2 thì mình thấy là các bạn có sự trân trọng nhau và các bạn có tìm cái sự cân bằng. Đây sẽ là một cái hành trình mới của các bạn tuần 2 nha. Hành trình mới. Cái nhân duyên này của các bạn nó là một cái hành trình luôn. Sẽ là mở ra cho các bạn nhiều cái điều mới trong cuộc đời các bạn. Tức là trong nhân duyên này, các bạn sẽ có một cái động lực, hoặc là bạn sẽ có được nhiều cái sáng kiến lắm. Tự nhiên là bạn thông thái hơn và bạn làm được rất là nhiều điều cho cuộc đời mình. Cũng như là mình đang nhận thấy cái năng lượng của bạn sẽ can đảm hơn. Bạn can đảm hơn, bạn trưởng thành hơn và bạn làm được nhiều việc mà trước kia bạn không có động lực để làm. Hoặc là bạn sẽ làm được nhiều việc mà trước kia bạn cảm thấy là bạn nhút nhát, bạn không dám làm . Thì mình cảm thấy là bạn trong tình yêu này là bạn mạnh mẽ hơn, tự tin, độc lập hơn, cho nên là bạn dám làm những việc mà bạn đã từng sợ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm thông tin ha, để xem là có mô tả cái chi tiết nhiều hơn về cái người này hay không, người yêu thương bạn thật lòng đây và đang muốn tiến đến với các bạn một cách rõ ràng. Các bạn có chính kiếm. Các bạn có chính gậy. Ồ, sao mà dựng rào dữ vậy nè. Các bạn có Six of Pentacles. Oh my god, 9 ly. Oh my god. Chờ mình một tí nha. Ai? Người yêu thương bạn thật lòng và đang tiến đến với các bạn hả? Ban đầu hình như là các bạn tụi hai có dựng hàng rào phòng vệ á. Tức là ban đầu các bạn chưa có mở lòng lắm, cũng không hẳn là bạn chưa mở lòng với người ta vì họ, mà là ban đầu các bạn còn có những cái sự vất vả trong cuộc sống, hoặc là các bạn còn nhiều cái lo toan trong cuộc sống, hoặc là các bạn vẫn còn lo nghĩ, vẫn còn buồn, vẫn còn thất vọng vì một cái năng lượng tình yêu trước đó. Rồi có những cái stress đến với cuộc sống của các bạn tuần 2, là đôi khi các bạn bị mất ngủ, rồi đôi khi các bạn phải tỏ ra bản thân của mình thật là mạnh mẽ. Cho nên là ban đầu cái người này đến thì bạn cũng chưa có mở lòng lắm. Tuy nhiên thì mình thấy trong năng lượng tình yêu của các bạn tuần 2 quá là nhiều cái năng lượng của cái sự yêu thương và hỗ trợ giúp đỡ nhau. Cái người này sẽ giúp đỡ các bạn rất là nhiều thứ về những điều nó rất là thực tế trong cuộc sống. Chẳng hạn như người ta có thể là cái năng lượng của họ, khi bạn tiếp nhận thì tự nhiên bạn thấy bạn khỏe mạnh hơn. Đó là về sức khỏe nè. Rồi bạn thấy là bạn sáng suốt hơn trên cái con đường công việc sự nghiệp của các bạn luôn. Rồi bạn tăng thêm nguồn thu nhập luôn. Đó. Cho nên là cái sự hỗ trợ giúp đỡ này, nó có thể là thông qua bất kỳ cái hình thức nào, nhưng mà đem đến cái sự hữu ích cho bạn nhiều lắm. Ví dụ như đây là một cái người sáng suốt, đâu có nhất thiết người ta phải cho tiền các bạn đâu. Người ta có thể cho các bạn trí tuệ, cái lời khuyên, bạn ứng dụng và bạn làm mạnh hơn cái công việc sự nghiệp của mình và bạn tăng thêm nguồn thu nhập. Hoặc đây là một cái người mà rất là quan tâm, yêu thương, chăm sóc các bạn. Và chính vì cái sự quan tâm đó làm cho các bạn có ý thức hơn về cái việc quan tâm sức khỏe của chính bản thân mình. Cho nên là bạn thấy là trong cái năng lượng tình yêu này là cái sự tương tác hỗ trợ nhau nhiều dữ lắm. Có những cái ước mơ của các bạn tuần 2 thành hiện thực. Ở đây cái ước mơ thành hiện thực của các bạn tuần 2 nó nổi bật nhất luôn là về sự thịnh vượng á, về tài lộc, về tiền bạc vật chất. Làm trong tình yêu này nè, là bạn có
bạn mạnh về năng lượng tài lộc nhiều ghê luôn, giống như cái gì đó hai người năng lượng hợp nhau. Mà nói vậy cũng được á, nói vậy thì nó sẽ là thực tế và nó rõ ràng hơn nè. Giống như cái người này người ta thông thái á, và người ta sẽ làm cho các bạn là độc lập hơn nữa, mạnh hơn nữa, tinh thông hơn nữa, thông minh hơn, thông thái hơn, có bản lĩnh trong công việc hơn, có bản lĩnh kiếm tiền hơn đó. Là như vậy đó mọi người, mình đang thấy cái năng lượng đó. Cho nên nói vui ấy, là cái năng lượng của cái người này là có cái gì đó cải thiện cái phong thủy của các bạn về tài lộc nhiều lắm nha. Cho nên là quen người ta thôi là tự nhiên bạn cũng rất là mạnh hơn, bạn thành đạt hơn, nhiều những cái ước mơ của bạn thành hiện thực, và trong đó nổi bật là công việc với tiền bạc. Rồi, mình tiếp nha. Thì lên cái gì mình nói cái đó mọi người, tại vì ví dụ như nó không có lên nhiều về cái vóc dáng này nọ thì làm sao mình mô tả được. Cho nên là bây giờ nó lên cái gì mình nói cái đó, mình thấy được, mình bắt được năng lượng nào thì mình sẽ mô tả cho các bạn nghe. Các bạn có nữ hoàng dậy, các bạn nhìn hai cái tấm hình các bạn chọn á, với lại cái lá bài giống nhau không? Ai da, trời ơi, nay khắp lặp lại lần thứ hai, trời ơi, oh my god, trời ơi, three of wands, oh my god, người yêu thương bạn thật lòng và muốn tiến đến với các bạn, là một người muốn về chung một nhà với các bạn luôn. Người này mong muốn về chung một nhà với các bạn ha, gia đình, thành lập gia đình, muốn có con chung với các bạn. Cái người này là muốn ước mơ thành hiện thực. Bạn trong mắt người này là một nữ hoàng dậy, là một nữ hoàng dậy. Còn nếu như bạn là nữ, nếu như bạn là nam đang, đúng rồi, bạn là nam đang xem trải bài thì cái người này là một nữ hoàng dậy. Còn nếu như bạn là nữ đang xem trải bài thì đây là một cái người mà biến ước mơ của bạn thành hiện thực rất là nhiều. Cho nên các bạn nghe, các bạn cứ tiếp nhận thông tin sao cho phù hợp nha. Đây là một cái người trao yêu thương đến cho bạn nè, mang là một cái người mà đem một chiếc ly tình cảm chân thành đến cho các bạn, và cũng là cái người biến ước mơ của bạn thành hiện thực luôn. Tại vì năng lượng của họ là chính ly. Chính ly là năng lượng của biến ước mơ thành hiện thực. Khả năng rất là cao các bạn sẽ, đây là một cái người mà muốn về chung một nhà với bạn, muốn thành lập gia đình, muốn có con chung. Rất là rõ ràng. Cái người yêu thương bạn thật lòng là ai? Là người muốn kết hôn với các bạn, là người muốn lập gia đình với các bạn. Các bạn có pay attention to red flag, các bạn có engagement. Pay attention, chú ý điều gì ta? Chú ý nhiều khi các bạn nóng tính hả? Nhiều khi các bạn tuổi 2 là người có năng lượng nữa, nhiều khi các bạn nóng tính, flow, rồi xuôi dòng. Chờ một chút nha. Năng lượng nóng tính, đúng rồi. Cả hai bạn dường như có một cái đặc điểm chung, đó chính là nóng tính. Nóng tính. Cái người yêu thương bạn là người nhường nhịn bạn lắm á, nhưng họ không có phải là, tức là họ cũng có những cái tính nóng chứ không phải là không, và bạn cũng thế. Pay attention là gì? Tức là chú ý là các bạn đừng có nhiều khi trong cái quá trình tương tác á, là nhiều khi các bạn có nóng tính, tại vì các bạn có một cái đặc điểm chung là nóng tính. Ý là nói các bạn nương vào năng lượng của nhau với á. Chú ý cái tính nóng của hai bên thôi. Đó là cái vấn đề là như vậy thôi.
Người này rất là biết cân bằng cuộc sống, tính cách rất là điềm đạm, tính cách là kiên nhẫn, tính cách là hiểu về cuộc đời, cho nên là họ biết cách xuôi dòng. Đó. Rồi. Thì dự đoán là mình thấy là các bạn có khả năng sẽ kết hôn với nhau ha. Cái người này là có ý là muốn kết hôn đấy, và khả năng là sẽ có cầu hôn. Khả năng cho các bạn tuổi hai là cái người này sẽ có cầu hôn trong một tương lai nó gần thôi, sớm thôi. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tuổi hai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tuổi 3. Chúng ta nói về chủ đề tình yêu là ai thật lòng yêu thương bạn và quyết tâm tiến đến với bạn. Đây là hình ảnh các bạn chọn nhé. Đây là một người mà các bạn đã tương tác rồi hay chưa, hay là một người hoàn toàn mới trong tương lai mà các bạn sẽ gặp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả về năng lượng tình yêu của các bạn trước, để các bạn xem các bạn là đang trong năng lượng như thế nào. Các bạn có codependency. Rồi. Các bạn tụi ba có master. Mình bắt được năng lượng chung vào đó mọi người. Các bạn tụi ba là các bạn có man holding a heart. Oh my god, ban đầu á mình cứ nghĩ cái trường hợp của các bạn tụi ba nó có nhiều cái tiêu cực chứ. Ai ngờ chưa hẳn nha. Tức là các bạn tụi ba nó sẽ có hai trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất á, có thể các bạn từng tương tác với một cái người mà cái người đó rất là kiểm soát cái cảm xúc. Có nghĩa là các bạn đã từng tương tác với đối tượng mà cái người đó có yêu thương các bạn, có cảm xúc dành cho các bạn, nhưng quá là kiểm soát cái cảm xúc của họ. Cho nên là cái điều đó làm cho các bạn nó cũng có bị ngột ngạt chứ không phải không. Tức là bạn vẫn có cảm thấy là có cái gì đó nó không có được thoải mái trong cái quá trình mình yêu thương nhau. Giống như người ta không có cởi mở lắm. Và chính cái điều đó nó có làm cho các bạn tổn thương á. Các bạn tổn thương là trong tình yêu mà sao cái người bên kia họ giống như là họ đóng mọi cánh cửa. Họ không có chịu gọi là để cho trái tim của mình ra bên ngoài. Họ quá là kiểm soát cái cảm xúc của họ. Nhưng mà các bạn tụi ba thì có thể còn một cái người nữa rất là yêu thương các bạn ha. Người đến sau, người yêu thương các bạn thật lòng, có khả năng là một người đến sau đó. Người đó rất là yêu thương các bạn, và người này thì lại ngược lại, rất là thể hiện tình cảm với các bạn ra, chứ không có phải là kiểm soát cái cảm xúc của họ. Người đến sau ở đây á là ý muốn nói là họ đến vào cái giai đoạn mà bạn đã từng có sự tương tác với một cái người mà cái người trước đó lại quá kiểm soát về cảm xúc đi. Chứ không có phải là tình tay ba đâu nha mọi người. Không có phải là như thế. Và các bạn tụi ba cũng từng đi qua một cái giai đoạn bạn có những cái gọi là suy nghĩ về tình yêu nhiều. Giống như là bạn vốn là một người có thể là bạn thích cái sự tự do hơn, bạn thích cái trạng thái tự tin độc lập hơn. Nhưng mà khi bạn bước vào tình yêu của cái người này là cái trường hợp nó khá phức tạp. Chẳng hạn như là cảm nhận yêu thương nhau là có chứ đâu phải là không. Còn nếu như bạn không thấy cái sự yêu thương nhau nào đó thì nó quá là dễ dàng rồi. Chính vì cái việc mà bạn cũng cảm thấy rằng là có sự yêu thương nhau, người ta có thương mình chứ không phải là không, cho nên thành ra mọi chuyện nó mới là phức tạp. Nhưng mà tại sao cái người đó không mở lòng, tại sao cái người đó lại khóa chặt trái tim của họ lại như thế,
tại sao cái biểu hiện bên ngoài nó lại phức tạp như thế đó. Cho nên là bạn cũng từng qua đi qua cái cuộc tình như thế á, làm cho bạn cũng mất một cái khoảng thời gian là có nhiều những cái sự suy nghĩ, làm cho bạn cũng bực bội, cũng rối trí, cũng bị stress một thời gian. Nhưng mà sau này khả năng là các bạn sẽ còn gặp một người nữa, cái người sau thì lại rất là thoải mái thể hiện tình yêu thương một cách vô cùng là rõ ràng dành cho các bạn luôn. Cho nên các bạn tụi ba, các bạn cứ nghe trả bài này, kể cả bạn đang là ở giai đoạn nào, bạn đang độc thân hay là bạn còn đang trong cái mối quan hệ mà với một người mà cái người đó quá kiểm soát cái cảm xúc của họ, hoặc là bạn đã đến cái giai đoạn sau rồi, tức là bạn đã đến cái giai đoạn là bạn đã bắt đầu chào đón một cái người mới, một cái người rất là thể hiện rõ tình cảm với đây, tình cảm với các bạn một cách rõ ràng đó. Có nhiều trường hợp các bạn ở đây và đang ở những giai đoạn khác nhau, cho nên các bạn cứ tiếp nhận cái thông tin cho phù hợp nhé. Cái người mà về sau này các bạn gặp thì sẽ là một người mà rất là yêu thương các bạn đi, tức là người ta rất là thể hiện tình cảm. Đó cũng là một người rất là lãng mạn nữa nha. Appreciate this moment. Wow, mọi chuyện đều là có ý nghĩa với mấy bạn tụi ba hết. Các bạn hãy trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, có nghĩa là đừng phán xét cái người mà từng làm buồn các bạn. Cái điều đó nó cũng không đúng luôn. Có nghĩa là kể cả bạn đang gặp cái người này, The Master, tức là một người rất là kiểm soát trái tim của họ, thì hãy trân trọng họ luôn, và hãy trân trọng cái tình yêu mà bạn có luôn. Tại vì á, là sẽ có bài học và sẽ có cái ý nghĩa nào đó dành cho các bạn đó. Giống như là hãy trân trọng con người của họ luôn, bởi vì họ cũng là một cái người xứng đáng để được trân trọng. Nếu như một người mà người ta cột chặt trái tim của họ lại thì dĩ nhiên là không thể nào mà tự nhiên như thế. Đằng sau nó cũng phải là có cái vấn đề nào đó ở đứa trẻ bên trong của inner child. Cho nên là nhiều khi đằng sau cái việc mà họ không cho phép họ yêu thương á, thì nó cũng là có những cái vấn đề nào đó mà khi hiểu được thì các bạn sẽ rất là thông cảm. Đó là lý do tại sao mà vũ trụ muốn gửi các bạn thông điệp là không phán xét ai, kể cả cái người mà từng cột chặt trái tim của họ lại và làm bạn buồn, là bạn suy nghĩ, làm bạn cảm thấy khó hiểu, làm bạn cảm thấy mập mờ đi chăng nữa, cũng hãy trân trọng cái người đó và trân trọng cái nhân duyên mà bạn đã từng có. Các bạn cứ thuận theo tự nhiên thôi. Duyên đến thì mình đón chào, và duyên đi thì các bạn cũng hãy buông thả lỏng. Hãy buông thả lỏng, hãy nhẹ nhàng. Hãy nhẹ nhàng thôi. Và cái người yêu mới đến, cái người mà rất là yêu thương các bạn, cái người mà sẵn sàng thể hiện cảm xúc cho các bạn đến, thì các bạn cũng hãy chào đón họ. Các bạn cũng appreciate this moment. Các bạn cũng trân trọng cái tình cảm họ dành cho các bạn. Cho nên đối với các bạn tụi ba là cái trường hợp là cứ thuận theo tự nhiên thôi. Ai duyên nợ ngắn hạn với mình rồi các bạn cũng sẽ nhận ra thôi. Ai nợ duyên lâu dài với các bạn thì cái điều đó nó cũng sẽ đến với các bạn. Cho nên là các bạn cứ thuận theo tự nhiên thôi với thông điệp này. Cho nên các bạn tụi ba cứ loại bỏ đi cái nguồn năng lượng của lo lắng hoặc là phán xét. Các bạn hãy suy nghĩ đến như thế này. Cái người mà cột chặt trái tim họ lại, nhiều khi đằng sau đó là cả những cái sự tổn thương trong cuộc đời của họ, chứ không có tự nhiên họ trở thành một cái người mà kể cả yêu thương mà cũng không dám yêu thương. Không có phải tự nhiên như thế. Cho nên các bạn hãy thông cảm, hãy tha thứ. Bây giờ mình sẽ mô tả một cách chi tiết hơn ha, về cái người yêu thương bạn thật lòng. Ace Pentacle. Ace One. Trời ơi, toàn là những sự khởi đầu mới đó mọi người. 10 kiếm và 7 tiền. Người yêu thương bạn thật lòng và đang tiến đến với các bạn. Đúng là hành trình mới. Hành trình mới, sự khởi đầu mới, nó đầy cái sự hành động ở trong đó, đầy cái sự ngọn lửa yêu thương ở trong đó.
và đầy cái tính khả thi thực tế ở trong đó. Thì có nghĩa là cái người mà cầm cái trái tim á, trao cho bạn á, thì đó chính là cái người mà họ rất rõ ràng luôn, rất thực tế, rất là hành động. Và cái ngọn lửa yêu thương nó rất là bùng cháy, nó không có phải nhàm chán, nó không có lạnh lùng á, nó không có lạnh lẽo đâu nha mọi người. Mà cái năng lượng người, cái người mà cầm trái tim á, đến trao cho các bạn á, là một cái người mà ấm áp, đầy cái ngọn lửa yêu thương luôn, sẽ thổi bùng trái tim của các bạn lên. Và đây cũng là, đây là một cái cơ hội tình yêu rất là một cái cơ hội rất là đáng để cho các bạn trân trọng, để các bạn nắm bắt. Đây là cái cơ hội nó rất là thực tế và rõ ràng. Các bạn vì sao phải nói với các bạn như thế, là tại vì các bạn đâu đó còn cái năng lực của 10 kiếm. Tức là thật ra rồi sẽ đến một lúc nào đó, hoặc là các bạn cũng đang rồi, đang buông xuống cái người yêu cũ rồi. Có nghĩa là cái người mà đã từng rất là kiểm soát trái tim của họ, thì thật ra là bạn đã buông họ xuống rồi, đang buông xuống rồi, hoặc là các bạn cũng sẽ tiến đến cái giai đoạn là bạn buông họ xuống thôi. Còn cái người yêu thương các bạn là ai? Là một cái người mà rất là gieo trồng, rất là chăm sóc, rất là vun đắp cho các tình cảm, rất là kiên nhẫn với các bạn. Một cái người mà quá là kiên nhẫn với các bạn đi. Và đây cũng là một cái người có nhiều cái bản lĩnh, có nhiều cái bản lĩnh để có cái hành động nè, để có những cái tính khả thi nè, nhiều cái hành động nè, rồi có nhiều cái bản lĩnh nè, trong công việc nè, kiên nhẫn với mọi thứ, kiên nhẫn với bạn, rồi cũng là một cái người kiên nhẫn với cuộc đời của họ. Họ cũng kiên nhẫn với cái cuộc hành trình á, cuộc hành trình giữa bạn và họ. Đây là một người rất là kiên nhẫn. Còn các bạn tuổi 3 thì cái thời điểm mà bạn tiếp nhận họ vào trong cuộc đời các bạn á, thì nó cũng là cái thời điểm mà bạn đang học cách buông bỏ. Các bạn học cách buông bỏ mọi gánh nặng, buông bỏ mọi những cái mà làm cho các bạn nặng nề, buồn tủi gì đó. Các bạn rất là học cách buông bỏ, quay đầu đi. Đó, bạn cái thời điểm bạn gặp họ là cái thời điểm mà bạn đang rất là hiểu được cái xuôi dòng, go with the flow. Bạn hiểu được cái sự buông thả lỏng, bạn hiểu thế nào là một cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó thanh bình, nó chữa lành. Đó, các bạn là ở trong cái giai đoạn đó. The Sun, 7 ly rồi The Sun. Six of Cups, 6 ly. Năng lượng của soulmate nha mọi người. Trời ơi, 9 ly luôn. Six of Wands, Six of Wands lá cuối của bài. Lá cuối của bài, Six of Wands. Ước mơ thành hiện thực nha. Ban đầu á thì cái người này nè đến với cuộc đời các bạn tuổi 3, các bạn cũng sẵn lòng để chào đón họ, nhưng mà cái sẵn lòng này của các bạn đâu đó nó cũng chừng 60%. Tại vì sao? Tại vì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà bạn đang học cách buông bỏ, mà đang học cách cho đi những cái gì không còn phù hợp, những cái gì nó là quá khứ ở phía sau lưng bạn. Cho nên là bạn cũng sẵn lòng, mà cũng sẵn lòng chừng 60% thôi. Nhưng mà về sau thì mọi chuyện nó rất là sáng tỏ. The Sun, nó là một cái nguồn năng lượng tiếp thêm năng lượng cho tình yêu của các bạn. Bạn hồi phục lại năng lượng, bạn hồi phục lại tinh thần, bạn sốc dậy mình, bạn khỏe mạnh hơn. Đây là một cái người mà rất là yêu thương các bạn, và năng lượng là soulmate. Năng lượng soulmate. Có một số trường hợp vui ở đây nữa là có thể bạn từng biết đến họ luôn, cái người mới, nhưng bạn cũng từng biết đến họ luôn. Tức là không nhất thiết họ phải là một cái người quen thân bạn trước kia đâu nha. Nhiều khi nó chỉ đơn thuần là một người mà các bạn có từng biết qua thôi, từng biết thoáng qua thôi. Đó là có một số trường hợp như vậy luôn.
Và đây là cái người này là sẽ đem cái ước mơ đến cho bạn ha, biến ước mơ của bạn thành hiện thực trong tình yêu. Đó. Năng lượng của bạn là 6 ly, là the sun là 9 ly, 9 ly là năng lượng của ước mơ thành hiện thực. Đây là một cái người mà đem yêu thương đến cho bạn nè, đem cái ước mơ thành hiện thực đến cho bạn về khía cạnh của tình yêu. Love yourself first. You deserve love. Các bạn tuổi 2 là trước khi mà giống như chính thức để trở thành cái người yêu chính thức với cái người mà yêu thương bạn thật lòng á, là bạn trước đó thì bạn sẽ qua một cái thời điểm là bạn hồi phục bản thân, học cách yêu thương bản thân. Và bạn phải nhận ra rằng là bạn thật sự con người bạn rất xứng đáng để được yêu thương. Bạn xứng đáng để cho một ai đó yêu thương và nâng niu trân trọng bạn. Bạn hãy tức là bạn xứng đáng dành cho một người rất là nâng niu trân trọng các bạn nha. Bạn hãy nhớ lấy cái điều này. Bạn là một người xứng đáng để được yêu thương, để được nâng niu. Attachment. Một cái lá bài nó nhảy ra mình sợ luôn hà. Ôi, hai lá nhảy ra, thật ra là tại vì nó lật lên luôn á mọi người. Đây hai cái lá bài, mấy bạn nhìn cái hình ảnh thôi là thấy nó rõ ràng lắm rồi. Một trái tim chân thành, cái người này muốn cam kết với các bạn, muốn trói buộc họ vào trong cuộc đời của các bạn nha. Muốn trói buộc bạn vào trong cuộc đời họ. Move, sự vận động á. Cái người mà yêu thương các bạn chân thành nè, là một cái người mà rất là sẵn sàng tiến vào cuộc đời các bạn, người ta rất là hành động luôn. Bạn xứng đáng để dành cho họ, tức là bạn xứng đáng để được một cái người yêu thương các bạn nhiều như thế, yêu thương. Bạn rất là xứng đáng để được yêu thương, cho nên là bạn hãy nhớ lấy cái điều đó. Đây là một người yêu thương các bạn rất rất là nhiều và rất là rõ ràng, hành động cũng sẽ rõ ràng và muốn cam kết với các bạn rất là rõ. Bạn hãy vượt qua những cái gì mà nó đã từng trói buộc các bạn, kể cả đó là sự suy nghĩ. Bạn hãy vượt qua những cái điều gì đó mà làm cho các bạn cảm thấy rằng mình giảm đi giá trị bản thân của mình. Các bạn hãy vượt qua, hãy thoát khỏi những cái thành kiến, định kiến, những cái sự suy nghĩ nào đó mà làm cho các bạn bị giảm đi rất là nhiều thứ về bản thân. Bạn hãy vượt qua điều đó. Hãy mạnh mẽ lên, đừng có để cho những cái sự tác động từ bên ngoài mà ảnh hưởng đến bạn. Hãy nhớ rằng là bạn là một người xứng đáng, người nào yêu thương bạn thật nhiều, thật ra bạn xứng đáng với cái tình yêu thương thật nhiều đó. Vậy, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụi ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều.